Vâng, cảm ơn quý khán giả đã giữ màn ảnh. Thì thưa hai anh á, thì như anh Giao vừa nói là một cái nhà khoa nghiên cứu về môi trường của người Đức cũng đã đề cập tới là muốn tạo niềm tin nơi người dân á, thì phải có những cái phái đoàn độc lập từ ngoại quốc họ đến để mà có thể giúp. Thì ngay những cái thời gian đầu tiên á, thì rất nhiều cái đề nghị giúp đỡ từ Liên Hiệp Quốc cũng như là của Đức, Mỹ, của Đài Loan. Hoa Kỳ và Nhật Bản. À, cũng như Đài Loan, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã từ chối cái chuyện đó. Anh nói rõ ràng đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam không muốn sự thật được phơi bày. Bởi vì đối với những cái cơ quan quốc tế như vậy đó, thì họ khi mà nghiên cứu, họ nghiên cứu tới nơi đến chốn. Và cái sự công bố của họ là công bố sự thật, chứ không thể nào mà giúp cho Việt Nam để công bố những cái điều mà trái với những điều họ nghiên cứu. Thì thứ hai anh là cái kim loại nặng á, thì nó nằm sâu dưới cái ở trong cái lớp tầm tích ở, và muốn làm sạch á, thì phải có thời gian và tiền bạc rất nhiều. Với hơn 200 cây số như vậy đó, thì để mà có thể mà thực hiện cái điều đó thì phải có những cái tàu hút những cái chất ở những cái phần dưới đáy đó, và phải có những cái đào hố thiệt sâu để chôn và tiêu hủy những cái chất độc đó. Nhưng mà không sao biết, từ cái ngày đó đến giờ chúng ta chưa nghe tới bất cứ một cái hành động nào được gọi là vét nào ở dưới cái lòng biển bị độc, bị trầm tích ra hiện giờ còn nằm ở dưới đó. Và với cái lời công bố của ông Trần Hồng Hà thì nói biển đã sạch. Nhưng mà ngược lại thì ông Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là ông Nguyễn Thanh Phong ấy, thì tuyên bố là chưa đủ cơ sở đánh giá chính xác mức độ an toàn của chúng ta ra sao đối với sức khỏe con người. Thì thưa anh Hải, giữa hai cái nhân vật của nhà nước, một người là Bộ trưởng Bộ là Trần Hồng Hà và những quan chức của các cái cơ quan về vấn đề Hàn Lâm Viện cũng như là công nghệ thì công bố một đường, thì bây giờ cũng một ông quan chức của nhà nước là ông Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế, thì là công bố ngược lại. Thì anh nghĩ như thế nào, hai cái tuyên bố trái ngược nhau như vậy? Thì giữa hai người thì ông Nguyễn Thanh Phong có vẻ là một người về chuyên môn hơn về an toàn thực phẩm, và cái cách ông nói có vẻ là đã lật trần cái láo của ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà, vì nó và cái cách tuyên bố của ông Nguyễn Thanh Phong có nghĩa là gần như là sự thật mình tin tưởng sẽ xảy ra với những cái số lượng độc tố số lượng lớn như vậy trên biển, và đặc biệt nữa là những cái công bố này xảy ra trong một trường hợp là người ta không làm một gì để làm sạch, mà chỉ theo dõi thôi, mà phải biết được là nó đã giảm, mà không biết là giảm từ tại sao giảm, mà là do những cái động cơ, những cái việc làm nào đó giảm, mà cứ do là tự biển tự làm sạch. Thì thật sự những cái kim loại nặng như chú vừa nói thì thật sự nó không đi xa và nó thường hay nằm đó, và những cái cá mà nó hấp thụ vào thì sẽ xâm nhập vào con người. Và gần đây chúng ta cảm thấy một cái phát hiện mới cho thấy cái số lượng ô nhiễm thật sự nó đi ngược lại với những người đã tuyên bố. Viện Kiểm soát về An toàn Thực phẩm, Vệ sinh Thực phẩm vừa mới gửi một cái thông báo mới cho Bộ Y tế là cái mẫu thử nghiệm cá trong vùng đã, trong 9 mẫu tất cả đã thấy số cái lượng nó cao, và đặc biệt là cái số lượng này nó cao hơn hồi tháng 6, những cái mẫu đã từng lấy từ trước đây. Cái lượng số lượng cá này là lấy mẫu ở từ ngoài chợ để người ở Hà Tĩnh, tại chợ Cẩm Nhượng, biển cá từ biển Kỳ Anh. Thì cái Viện An toàn Thực phẩm lấy mẫu này là họ đã nói là người ta không có chọn lựa điểm, nhưng mà người ta chỉ ra chợ để mua những cái loại hải sản đã có ở ngoài đó thôi. Thì cho thấy cá và cua đều ảnh hưởng cái độc hại, đặc biệt người ta thí nghiệm ba cái loại độc tố là cyanide, phenol với lại
cadmium, ba loại mà nhiều loại cá hoặc loại hải sản nó bị nhiều loại độc hại chứ không phải một bị một trong đó những đó. Nhưng mà chúng ta cũng có thể biết là cái trong cái hệ thống cadmium có thể là gây ra những bệnh nặng về cái hệ thống máu và tĩnh mạch, về hệ thống tiêu hóa, về hệ thống thần kinh. Và nó cũng là được cái hội nghiên cứu ung thư quốc tế cho là một cái độc tố có thể gây nên ung thư. Và phenol và cyanide có thể trong chất lượng cao có thể gây bất tỉnh và hoặc chết. Và có thể là trong người đặc biệt phenol có thể ảnh hưởng đến thai nhi nếu mà trong thời gian đang hoặc là đứa trẻ đang trong thời gian phát triển. Thì tất cả những cái chất độc hại này có thể nói là số lượng lớn trong một lúc thì có thể chết, nhưng mà nếu mà tính ra theo cái khoảng thời gian giống như một người bình thường ăn cá độc á, thì nó cũng gây ra những nhiều ảnh hưởng và bệnh trầm trọng lâu dài, và cơ thể chúng ta không tự giải thoát một cách dễ dàng được. Thì trong nước có thể cũng như vậy, và không có việc gì đã mà cộng sản chính phủ cộng sản đã làm và đã cho công bố cho mọi người biết để cách để mà giải quyết những cái độc tố này. Thì chúng ta chỉ thấy được là chỉ theo dõi không mà số lượng nó tự động nó xuống, thì thật sự là rất mơ hồ. Vâng, anh Giao có ý kiến gì về vấn đề? Thưa anh, thì cái chuyện mà chống đánh xuôi càng thể ngược ở trong cái chế độ cộng sản ấy, nó không phải đây lần đầu tiên xảy ra. Người này nói thế này và người kia nói thế khác. Bộ Y tế đó thì là có cái kết luận riêng, cái cơ quan an toàn thực phẩm là thuộc Bộ Y tế, không phải thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhưng mà nói về cái vấn đề là cá đó, có an toàn để ăn hay không đó, thì chắc chắn người ta tin vào cái cơ quan về an toàn thực phẩm hơn là về tài nguyên môi trường. Môi trường ông chỉ nói về cái tình trạng môi trường thôi. Còn cái chuyện là con cá đó, có an toàn để mà ăn hay không đấy, thì tôi nghĩ rằng là bình thường đấy, người ta sẽ tin vào cái cơ quan an toàn thực phẩm hơn. Và ngay một cái điểm mà Bộ Môi trường nói rằng là tắm biển là an toàn, có thể trở lại nuôi cá lồng này kia, các thứ lồng bè thì là được rồi, ăn cái nước biển đủ sạch để làm chuyện đó. Nhưng mà Bộ Y tế thì lại nói rằng là Bộ Y tế vẫn phải giám sát để có kết luận chính xác nhất là liệu cá nuôi ở những cái nơi đó có thể ăn được hay không. Thành ra nó nói cái chuyện đánh xuôi, chống đánh xuôi trả ngược càng khiến cho người ta lại càng không tin vào cái những cái gì mà ông Bộ trưởng của Tài nguyên Môi trường nói. Thành ra tôi nói cái vì cái mục tiêu chính trị đó, thành ra họ không có quan tâm đến cái chuyện rằng là cái chuyện mà họ nói đó nó có ăn khớp với nhau, họ có đủ bằng chứng để họ đưa những kết luận về cá này hay là về môi trường hay không. Như anh nói đó, một số những chất độc có thể là chất độc nó tan trong nước đó, thì do thủy triều nó những cái dòng thủy lưu đó thì nó sẽ tan dần đi, thì cái đó thì đúng, cũng có thể là vài tháng thì nó đã giảm nhiều rồi. Nhưng mà những cái chất mà kim loại nặng đấy, cadmium này kia các thứ, nó sẽ ở lại dưới đất, dưới đáy biển, nó sẽ lâu lắm. Mà nếu là không có những cái chuyện làm sạch mà do con người làm ra đó, môi trường nó tự nó không giải quyết được. Mà ở đây đó thì đã kết luận một cách hồ đồ chỉ trong có 4 tháng, mà những cái trầm tích đó mà nó đã nói rằng là nó đã đạt và nằm trong tiêu chuẩn rồi. Những cái chuyện như vậy nó khiến cho người ta lại càng không tin vào những cái báo cáo của nhà nước thôi. Vâng, thưa anh, khi mà anh nói đến cái mục tiêu về chính trị ấy, là để tạo nên cái sự tin tưởng đến người dân, và là những cái vấn đề liên quan đến môi trường đã được nhà nước giải quyết rồi. Thì ngược lại thì cái ông cục trưởng của bên cục an toàn thực phẩm thì ông nói ngược lại. Thì từ trước nay thường thường chúng ta thấy là cái chế độ cộng sản Việt Nam điều hành theo một cái hệ thống dọc rất là nghiêm khắc, tức là những cái gì mà Bộ Chính trị đưa ra thì ông Bộ trưởng Bộ ông Trần Hòa là một trong ủy viên Bộ Chính trị, và khi ông họp báo thì ông do chỉ thị của Bộ Chính trị ra của họp báo ấy, mà ông Bộ trưởng Bộ Trần Hồng Hà thì nói khác, và cái ông cục trưởng cục thực phẩm an toàn thực phẩm lại nói khác. Thì thưa anh, cái này đánh giá như thế nào về cái vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam? Thưa anh, mình phải đặt cái câu hỏi rằng là trong cái cuộc họp báo vừa rồi đó, cái chuyện là cá đó, có an toàn để ăn hay không đó, là cái chuyện người ta rất quan tâm, có thể là cái chuyện người ta quan tâm hàng đầu. Nước biển sạch hay không sạch đó, người ta cũng còn cái chuyện đó
là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề người ta muốn biết rằng là bây giờ cá đó, bắt ở những cái vùng đó đó ăn được hay chưa, cái câu trả lời đó là cái câu người ta quan tâm nhiều hơn. Thì nếu mà đúng như vậy đó thì trong cái cuộc họp này đó phải có cái cơ quan an toàn thực phẩm của Bộ Y tế tham gia mới phải. Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao cái cơ quan an toàn thực phẩm của Bộ Y tế lại không được tham gia? Và nếu là cái chuyện rằng là khẳng định rằng là cá bây giờ an toàn, ăn được rồi, ở những cái vùng đó, bốn tỉnh nó ăn được rồi, thì làm sao? Có thể rằng là trong những cái lần tham khảo đó, cái Bộ Y tế họ không đồng ý cái chuyện này. Họ không sẵn sàng để họ tuyên bố rằng là cá nó an toàn. Và có thể vì vậy đó, họ không có được tham gia vào cái hội nghị này. Và khi họ không có tham gia mà thấy ông kia ông tuyên bố như vậy thì họ đưa ra một cái tuyên bố riêng của họ về cái chuyện nhận xét. Họ có họp báo sau đó buổi chiều ngày 22 tháng 8. Ngay đúng sau khi ông ấy nói như vậy thì là ông Nguyễn Thanh Phong, ông ấy đưa ra cái thông báo liền là về cái chuyện rằng là cái cá thực sự là chưa biết là có an toàn hay không. Phải theo dõi ít nhất là tới tháng 9 đó, may ra mới biết được. Và ngay cả cái chuyện nuôi trồng thủy sản nó cũng nói là ngay bây giờ nó nói bên kia là cứ việc nuôi đi an toàn, là nước đủ sạch để nuôi rồi. Ông cũng nói là cá mà nuôi ở trong cái chỗ đó chưa biết rằng là có an toàn để ăn hay không. Thành ra nó có những cái chuyện lủng củng ở trong nội bộ mà tôi không nghĩ rằng là cái Đảng Cộng sản này nó họ có lo được tất cả mọi cái khía cạnh để cho mọi người cùng có nói một cái tiếng nói hay không. Bộ Y tế có thể lắm người họ Bộ Y tế họ thấy bực mình về cái chuyện ông tuyên bố láo, họ đe đưa ra cái kết luận riêng của họ, thế anh cũng không biết chừng thế. Cho thấy có một điểm nữa, đây là cái có thể là một yếu tố đã làm cho cái sự lúng cúng trong cái phần tuyên bố. Đó là cho thấy là thường cái hiện tại là lãnh đạo của Cộng sản hiện đang đang tránh để khỏi bị là người con chốt là bị chạy tội. Nên mọi người đang có vẻ như đang đổ trách nhiệm cho nhau. Thí dụ như trong Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường ông Nguyễn Minh Quang, ông đã biện hộ cho cái vụ Formosa là không phải do ông, tại vì cái chuyện Formosa đã vào Việt Nam hồi trước khi ông nhận trách nhiệm. Và thứ hai nữa là ông nói trách nhiệm mà ký cấp phép cho Formosa thì là do một người cấp dưới của ông làm việc với Formosa. Nói chung là có vẻ là cái những người có liên hệ đến cái vấn đề môi trường này đang kiếm cách chạy kiếm cách để đưa tội cho một người khác hoặc chạy tội, thật sự là chạy tội. Thì cháu nghĩ có thể đây là một trong những cái lý do tại sao người ta phải tuyên bố, đưa ra tuyên bố để minh bạch cho cái việc của người ta và trách nhiệm của họ, để tránh bị là một người để bị đưa ra để mà truy tội sau này. Vâng, thì thưa anh đó, là chúng ta thấy là qua những cuộc họp báo cũng như biểu tình ở tại Đài Loan, với sự phối hợp của một số NGO của Đài Loan đã tạo những áp lực rất là mạnh mẽ. Và ngay cái quỹ Ethicon đó là cái tổ chức NGO mà đã từng ra trao cái giải hành tinh đen cho Formosa này đó. Họ đã phổ biến tất cả những cái tài liệu liên quan đến vấn đề ô nhiễm ở tại miền Trung và Formosa gây nên. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy rất rõ là những sự đấu tranh á, ở trong và ngoài nước, những cuộc biểu tình cả hàng chục ngàn người của giáo dân ở Vinh á, cũng như những sự biểu tình ngay họp báo ngay ở Đài Loan, ở Đài Bắc là cái trung tâm của cái Formosa, nó đã tạo một cái kết quả rất là tác động đến cái vấn đề mà thái độ của Cộng sản Việt Nam phải thối lui. Thì xưa nhau cái sự thối lui này đó nó gồm có từ trong cái nội bộ, thay vì có sự đồng nhất khi mà tuyên bố thì họ đã có những cái lúng củng ở trong ngay trong nội bộ. Điều đó nói lên là trong cái nội bộ Đảng Cộng sản đó, nó đã không thể nào, bộ chính trị không thể control tất cả được. Qua cái vụ mà ở tại Yên Bái, một chi cục trưởng kiểm lâm mà bắn hai cái ủy viên trung ương đảng ở tại Yên Bái đã cũng nói lên một cái sự phân hóa trong cái nội bộ của nó. Thì thưa anh, trong cái giai đoạn đấu tranh hiện giờ đó, với những cái sự đấu tranh của giáo dân ở tại Vinh, và nếu mà tất cả các cái vùng khác đều có những cuộc đấu tranh như vậy, thì anh có nghĩ rằng Việt Nam sẽ có sự thay đổi cũng giống như ở các quốc gia mà cách mạng Hoa Lài trước đây hoặc là cách mạng Nhung ở Trung Âu không? Thưa anh, thì một mình cái giáo phận Vinh không đó thì đã khiến cho nhà Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam rất là lúng túng rồi. Là tại vì
cái mức độ đó, cái số lượng người tham gia phải mà trong các cuộc biểu tình hoặc các cuộc cầu nguyện đó, nó lên tới cái con số mà từ trước đến giờ đó chưa có nơi nào mà chưa có cái thời điểm nào mà nó lên cao như vậy. Mà họ bây giờ họ lúng túng là không biết giải quyết như thế nào, thì họ nghĩ rằng là có thể rằng là bằng cái hội nghị vừa rồi đó có thể làm dịu bớt được cái chuyện đó hay chăng. Thế nhưng mà như mà chúng ta đã phân tích đó, là bây giờ đó bất cứ nhà nước bây giờ nói cái gì về cái vấn đề cá đó, người ta cũng sẽ không có tin nữa. Mà ngay cả một cái ông chuyên gia người Đức, ông ấy nói bây giờ nhà nước có làm cái gì đó người ta cũng sẽ không có tin đâu. Công bố cái gì để nghiên cứu kỹ tới chừng nào đó, nhưng mà nếu là kết quả do nhà nước mà công bố là người ta sẽ không có tin. Thành ra bây giờ đó cái vấn đề đó của họ là bây giờ đó là họ không giải quyết được cái chuyện đó. Và mình thấy rằng là bây giờ cái vấn đề mà cái ô nhiễm môi trường ở ngoài Trung ấy, nó không phải là chỉ do cái người dân ở trong nước người ta phản kháng, mà lại bây giờ nó thành ra một vấn đề quốc tế hơn. Và có thể là sau Đài Loan ấy, cũng có thể là một số những cái nơi khác, những cái cơ quan, những cái tổ chức về môi trường đó, về họ sẽ tham gia vào để họ làm cái chuyện này. Nếu mà những người Việt Nam ở hải ngoại này mà khéo léo mà vận động đó, thì có thể là không phải chỉ có là bên Đài Loan hoặc Eticon họ tham gia vào đâu, mà có rất nhiều cái tổ chức mà bất vụ lợi mà họ quan tâm về vấn đề môi trường đó, họ sẽ tham gia và nó sẽ càng gây khó khăn hơn nhiều. Cái đó là một cái khả năng mà trong thời gian tới nó rất có thể xảy ra, thưa anh. Thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ rất lúng túng. Còn cái vấn đề là bây giờ nếu mà những cái địa phận khác mà ở các nơi khác mà sẽ cũng có những cái phản kháng như ở giáo phận Vinh đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà cái chế độ nó có tan rã không thì mình không dám nói, nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà họ sẽ rất lúng túng và sẽ không biết phải đối phó, ngay chỉ có một giáo phận Vinh hay không đó mà cho tới giờ này họ cũng không biết phải đối phó như thế nào thôi. Vâng, thì thưa anh, cái vấn đề môi trường nó không phải chỉ riêng cho một nhóm, một số nào đó, mà nó là của mọi người dân Việt Nam. Thành thử ra nó có tác động rất là mạnh mẽ trên khi mà họ thấy rằng cái đời sống của họ đang bị đe dọa bởi những cái môi trường bị ô nhiễm, bởi những chất độc, và con cháu của họ trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề qua cái vấn đề môi trường. Cái vấn đề đấu tranh bắt buộc nó phải tới thôi. Và ở hải ngoại này thì chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều công việc. Một trong những công việc là chúng ta phải làm thế nào hỗ trợ tích cực cho những cái phong trào đấu tranh rồi về môi trường ở trong nước, thì đây là một cái điều mà rất là cần thiết. Và mặt khác á, như anh trình bày, nếu mà chúng ta vận động được các cái cơ quan về bảo vệ môi trường của trên thế giới họ cùng lên tiếng, chẳng hạn như là ông Al Gore là một trong những người mà đang rất là quan tâm vấn đề môi trường, mà nếu mà chúng ta ở Hoa Kỳ này vận động được ông Al Gore cùng lên tiếng về vấn đề môi trường ở tại Việt Nam, thì đó là một cái tác động rất là lớn. Thì trong cái thời gian sắp tới là ở hải ngoại sẽ có những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc vận động rầm rộ để mà hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ở trong nước về vấn đề môi trường. Và ở Houston này chắc chắn chúng ta cũng đang chuẩn bị sẽ có một cuộc biểu tình lớn ở tại Houston này để vận động, và cuộc biểu tình đó dự trù sẽ tổ chức vào một ngày thường ở ngay trước cái tòa lãnh sự của Việt Cộng. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể làm được để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của chúng ta, và với sự hợp tác trong và ngoài, với sự đông đảo mọi người tham dự, và đứng trước cái sự phân hóa nội bộ của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, nó không phải phân hóa trên vấn đề mà tranh chấp về lời nói, hoặc là tranh chấp về vấn đề kẻ đi người ở, mà có thể đưa đến những cái vụ mà tàn sát lẫn nhau nữa. Thì đây là những cái điều kiện thuận lợi nhất cho chúng ta trong cuộc đấu tranh hiện giờ. Thì bây giờ cũng đã hết giờ, xin hai anh gửi lời chào đến khán giả. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần tới. Xin kính chào.